Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội sắp có thêm khu đô thị gần 630 ha tại phía bắc thành phố. Thủ tướng ưu tiên đầu tư đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lạng Sơn. Apple gỡ bỏ ứng dụng nhắn tin Telegram và WhatsApp tại Trung Quốc. Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hơn 11.000 tỷ đồng. Sáng ngày 21 tháng 4, tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát lệnh khởi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 11.000 tỷ đồng. Theo nhà đầu tư, cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài 60 km, đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn chỉnh, có vận tốc tối đa 100 km/h, 6 làn xe, 2 làn dừng, rộng 32,25 m, trong đó đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, đoạn Tân Thanh - Cốc Nam có 4 làn xe, 2 làn dừng, rộng 22 m. Tốc độ tối đa 80 km/h. Đánh giá cao sự cố gắng hoàn thành thủ tục dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là nỗ lực của các bộ ngành địa phương. Việc hoàn thành cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng góp phần thực hiện mục tiêu 3.000 km cao tốc đến năm 2025, đồng thời kết nối cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và 6 cặp cửa khẩu của hai tỉnh Lạng Sơn - Cao Bằng. Khởi công tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là tuyến cao tốc cuối cùng nối Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, ông nói. Sáng ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 3 nhiệm vụ hết sức quan trọng với Lạng Sơn trong thực hiện quy hoạch tỉnh. Trong đó, không ngừng tăng cường, củng cố và đẩy mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện lâu dài, chặt chẽ, bền vững giữa hai nước, nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, phát huy được tính kết nối về giao thông, về kinh tế giữa Lạng Sơn với các tỉnh, với cả nước, giữa Việt Nam với ASEAN và Trung Quốc. Cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh việc huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, có tính lan tỏa lớn, nhất là đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Lạng Sơn kết nối với Trung Quốc và xây dựng cửa khẩu thông minh. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các đơn vị lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khác kết nối với Trung Quốc là Hà Nội-Lạng Sơn và Hạ Long-Móng Cái, cùng kết nối với tuyến Lào Cai-Hà Nội-Quảng Ninh. Cục Đường sắt Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến báo cáo giữa kỳ quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo báo cáo, tuyến đường sắt này dự kiến chưa đạt tiêu chuẩn tốc độ cao là 200 km/h. Trong đó, tốc độ tàu khách dự kiến 160 đến 200 km/h, tàu hàng từ 80 đến 120 km/h. Apple vừa gỡ bỏ các ứng dụng nhắn tin nước ngoài như Telegram và WhatsApp khỏi cửa hàng ứng dụng theo yêu cầu của Bắc Kinh. Theo đó, các ứng dụng nhắn tin nước ngoài như Telegram, Signal và WhatsApp cùng mạng xã hội Threads của Meta Platform đã bị gỡ khỏi App Store. Việc loại bỏ 4 ứng dụng cho thấy lập trường không nhân nhượng với những dịch vụ nhắn tin trực tuyến nước ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát, đồng thời cũng tạo áp lực đáng kể lên gã khổng lồ sản xuất iPhone. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu xóa các ứng dụng này khỏi cửa hàng tại Trung Quốc dựa trên những lo ngại về an ninh quốc gia, trích tuyên bố của Apple. Chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, ngay cả khi chúng tôi không đồng tình với những nhận định. Hiện ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất của Trung Quốc đang là WeChat của Tencent, trong khi đó các ứng dụng nước ngoài thường bị chặn bởi Great Wall, hệ thống kiểm duyệt, và chỉ có thể được sử dụng thông qua mạng riêng ảo, VPN hoặc các công cụ proxy khác. Ngày 21 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hợp đồng BOT xây dựng, vận hành, chuyển giao. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ tiến hành thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm kể từ ngày 26 tháng 4. Đây cũng là thời điểm mà tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến được đưa vào khai thác. 1 km cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ có đơn giá là 1.669 đồng. Phương tiện trong đối tượng thu phí được chia làm 5 nhóm. Nhóm 1, xe dưới 12 chỗ, xe trọng tải dưới 2 tấn, xe buýt có mức thu phí thấp nhất là 81.904 đồng trên 49 km. Xe nhóm 2 gấp 1,3 lần so với nhóm 1. Nhóm 3 gấp 1,7 lần, nhóm 4 là 2,7 lần, nhóm 5 là 3,8 lần, tương đương với giá 311.234 đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1972 trên QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1
tỷ lệ 1 trên 2.000, quy mô gần 630 ha. Phân khu đô thị này thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, dự kiến dân số khoảng 49.560 người đến năm 2030. Khu vực đô thị quy hoạch sẽ là nơi phát triển hành chính đô thị, quảng trường, công viên, trung tâm thương mại tài chính và dịch vụ cùng các hạng mục vui chơi, giải trí khác. Đồ án quy hoạch phân tích điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy hoạch chung của Sóc Sơn liên quan đến phân khu đô thị, trong đó xác định ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và đô thị. Quá trình phát triển khu đô thị, chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo vệ khu vực an ninh quốc phòng, di tích văn hóa, cảnh quan tự nhiên đặc thù như rừng phòng hộ, hồ điều hòa. Kết quả giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cùng một số chuyên đề giám sát khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32 ngày 22 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, dự án do Bộ Xây dựng soạn thảo và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra. Sau nội dung này, Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét kết quả giám sát thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Chiều cùng ngày, Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 1, 2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023, dự án luật địa chất và khoáng sản cũng được xem xét cho ý kiến. Tại phiên họp thứ 32 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2019 đến hết năm 2023. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước. Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi cũng được cho ý kiến trong trường hợp các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu. Cuối phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài các nội dung kể trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 nội dung gồm báo cáo của Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26 tháng 11, 2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ Chứa Nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6, 2023 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 về điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 93/2019/QH14. Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17 tháng 11, 2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Thang, tỉnh Ninh Thuận và dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.